Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là chiều ngày thứ sáu anh em, ngày 14 tháng 10 2022 ha. Mình lại tiếp tục lên đơn và gói hàng gửi anh em. Trước mắt anh em là một cái bộ độc lập nhỏ mình gửi cho anh Tài ở ấp An Long, xã An Bình, ấp An Long, xã An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì anh Tài không có lấy hết cái hệ này mọi người. Anh Tài thì hình như là cục kích anh có rồi. Cho nên bây giờ anh đăng ký mình hai tấm pin mặt trời của Gigawatt anh em. Hai tấm pin Gigawatt 100W một tấm ha. 100W một tấm. Và hàng chính hãng Gigawatt đàng hoàng nha anh em. Quay cận cảnh tấm pin cho anh em thấy nè. Tấm pin Gigawatt nha. Hãng Gigawatt thì anh em biết rồi, Sài Gòn á nè. Tấm pin mặt trời M100 của Gigawatt anh em. Thông số kỹ thuật của nó nè. Chúng ta có thể dừng màn hình lại để xem ha. Đấy. Thông số kỹ thuật ha. Cái vôn đầu ra là 20V, rồi ampe là 5-6 ampe gì đó tùm lum la đó. Anh em về nhà từ từ coi ha. Mạc Gigawatt chính hãng nha mọi người. Đây, cái thùng của nó nè anh em. Nhìn cái thùng là biết hàng chính hãng đàng hoàng nha. Đây. Đấy thì mình vẫn còn một ít để bán cho mọi người nha. Gigawatt Solar tấm pin mặt trời mono 100W nha anh em. Trong cái thùng có hai tấm, lát mình gửi ảnh nguyên thùng luôn. Đây, hai tấm pin đây. Pin 5W bay full cell nha. Pin mono nha mọi người. Đây. 2 tấm 100W 1.050.000 tấm, 2 tấm đó là 2.1 triệu nha, 2.1 triệu. Phí vận chuyển nguyên cái đống này là khoảng 100.000 hoặc là 110.000 nha anh em. Đó, tấm pin đó phí vận chuyển 2 tấm đó khoảng 110.000. Ngoài ra việc ảnh lấy 2 tấm đó, ảnh còn lấy một con Sure. Một con Sure điều khiển sạc 30A. Giá con này là 200.000 nha. 200.000 con. Anh em mua riêng một mình con Sure này không là 250. Còn anh em mua chung với hai tấm pin đó là con Sure này đã thành 200.000 con, 200.000 con. Rồi. Ảnh không có nói nhưng mà mình tự động lấy cho ảnh cái con M4 đôi ra đơn nè. M4 đôi ra đơn nha anh em. M4 này 70.000 cặp nha. Đó, mình tự động lấy lý do là tại vì á là khi mà ta đấu hệ 12 thì thế nào ta cũng đấu hai tấm này song song với nhau. Mà hai tấm này song song với nhau thì phải có con rắc đôi ra đơn anh em. Rắc đôi ra đơn nè. Thấy không? Đôi ra đơn. Đấy 70.000 cặp. Còn anh em mà câu hệ 24 á thì nói tiếp hai tấm pin. Nói tiếp hai tấm pin lại thì chúng ta không cần rắc này. Song song là sao mọi người? Có nghĩa là hai cái cọc lạnh của hai tấm pin vô đây nè. Hai cọc lạnh hai tấm pin vô đây. Hai cọc nóng hai tấm pin vô đây. Rồi ra điện ha. Dây đe, dây xanh này là dây lạnh nóng nha anh em. Còn dây đỏ là dây lạnh nha. Đây ở đây nãy mình dặn hơi ẩu cho nên giờ nó hơi bị vuột ra nè. Giờ ta dặn lại luôn nha. Dặn cho anh em thấy luôn nè. Đấy mình vô điện ở chỗ này nè mọi người. Nhưng mà nãy mình dặn em lại dính giùm em. Đây lại dính giùm mấy. Rồi khỏi khỏi luôn đi. Đấy mình dặn cho anh em thấy luôn. Hồi nãy do ông ta dặn hơi ẩu cho nên nó vuột ra đó. Đấy. Do mình chỉ review cho anh em thôi cho nên mình dặn cũng hơi ẩu. Đây thì dây nóng vô nè. Dây lạnh vô nè. Ắc quy nè, nóng vô nè. Ắc quy lạnh vô nè. Ra mới đúng chứ không phải vô ha. Nóng ắc quy nè, lạnh ắc quy nè. Còn đây nóng của pin nè, lạnh của pin nè. Ở đây mình dùng màu nó không đúng anh em thông cảm ha. Thì hiện tại tấm pin nó đang sạc cho ắc quy này anh em. Đó, ta thấy nè cái tấm pin nè. Tấm pin nè, chiều mũi tên tới ắc quy nè. Tấm pin đang sạc cho ắc quy anh em thấy không? Cái con điều khiển sạc này chỉ có 200.000 nhưng mà nó rất là tiện dụng nha. Nó có thể xài cho pin Li-4 nè, pin lithium nè và bình acid nè. Đó, còn chỉnh như thế nào thì anh em có thể xem trên mạng hoặc là xem đây nè. B01 là bình acid, B02 là pin lithium, B03 là pin sắt phút phát nè. Đấy, đó là chức năng hay ho của nó. Thứ nhất, thứ hai nữa là con này có thể chạy hệ 12V cũng được nè. Chạy hệ 24V cũng được luôn. Hệ 12 cũng được, hệ 24V cũng được. Đó, con này nha, hệ 12 cũng được, hệ 24 cũng được. Cái hay tiếp theo nữa là con này có thể ra 12V này nè, nó có cổng ra 12V nè. Với cổng ra 12V này chúng ta có thể sử dụng đèn ha. Đặc biệt là nó có chế độ 24 giờ, 24 giờ có nghĩa là khi mặt trời sụp cái là đèn chúng ta tự bật. Còn mặt trời sáng lên là đèn chúng ta nó tự sáng nha anh em. Tự tắt nha. Cái nó lại nha. Khi mặt trời mà nó lên á là đèn ta tự tắt. Còn khi mặt trời sụp xuống á là đèn tự cháy, chế độ 24 giờ anh em. Cổng này nè. Con Sure này rất là nhiều anh em ở trên mạng đã chỉnh, đã chỉ và đã hướng dẫn rồi. Cho nên ở đây mình nói sơ vậy thôi, anh em nào muốn biết rõ hơn thì anh em lên mạng coi. Trên mạng chị chỉ con này chỉnh rất là rõ ha. Nè nó có 3 menu và cộng trừ nè. BBKM Sure nha anh em. Giá 200k rất là rẻ luôn ha.
Cái con kích ký 6 này, con kích này có giá trị là 900 ngàn nha. Kích Trung Quốc nha anh em, chạy rất là ok luôn ha. Nhưng mà anh Tài phải không? Anh không có lấy con kích này, anh chỉ lấy hai tấm pin nè. Hai tấm pin là 2 triệu mốt nè. Cái con này á, là 200 ngàn nó thành 2 triệu 3 nè. 2 triệu 3 với cái cặp này nữa 70 ngàn là 2 triệu 3 70 ngàn. Mình tặng cho ảnh một cặp MC4 ha. Tặng ảnh cặp MC4 đơn để về ảnh kết nối vô đây nè. Bấm đây ha, MC4 đơn để bấm đây nè. Đó, thì lát mình sẽ lấy MC4 đó. Đó thì cái hệ này mình đang sử dụng một cái ắc quy rất là bé thôi để mình thử nghiệm ha. Cho nên là ắc quy nhỏ xíu thôi. Bây giờ thì bắt quạt lên nè anh em. Đó, xài thoải mái nha. Anh em cắm tivi, cắm quạt, cắm tủ lạnh, cắm đèn, cắm cái gì cắm vô cũng được ha. Hiển nhiên là sạc điện thoại là ok rồi anh em. Cái cục sạc này có cổng sạc điện thoại luôn nè, không cần đốc sạc luôn ha. Nè, cổng sạc điện thoại anh em thấy không? Đó, có cổng sạc điện thoại luôn, cắm vô đây xài không cần đốc sạc luôn. Đấy. Hiện tại là hai tấm pin nè anh em thấy không? Rồi, hai tấm pin. 200W nuôi quạt. Chạy phà luôn. Cái ắc quy đen đen của mình là ắc quy đó nó sắp hư rồi nha mọi người. Đó, nhưng mà chúng ta cắm vô vẫn xài bình thường nha. Đây. Thì mình nói lại một lần nữa về cách đấu nối ha. Khi anh em xài hệ 12V có nghĩa là anh em có một ắc quy thì anh em sẽ bắt song song hai cái dương vô đây, hai cái âm vô đây song song ha. Song song vô đây và ra. Còn anh em mà xài 24 thì hai tấm pin này chúng ta bắt nối tiếp vô đây và ra. Đấy. Đó, còn con kích thì kích này bán 900 ngàn thôi. Con điều khiển sạc này có 200 thôi. Hai tấm pin này 1.050.000 tấm, hai tấm là 2 triệu mốt nha. Đó, nguyên cái hệ thống này nó trả có nhiêu tiền hết anh em. Ông anh mình ổng lấy có 2 triệu 370 ngàn à. Nếu mà lấy thêm kích nữa thì thành 3 triệu 270 ngàn ha. Đấy, nó rất là rẻ luôn mà chúng ta có được một cái hệ thống xài ngon lành nha mọi người. Nè, anh em thấy quạt rồi cứ xài vô tư thôi. Không, trời nắng lên ắc quy chúng ta trữ đủ điện thì ta cắm quạt, cắm tivi, cắm đèn, cắm cái gì cũng được ha, muốn cắm gì cắm. Đấy, ok ha. Đó, mình chỉ review nhẹ cho anh em xem thôi. Bữa nay mình có rất là nhiều hàng. Nhân đây mình cũng quay cho anh em thấy là hàng mới về rất là nhiều thứ luôn nha. Này, em rất là nhiều thứ luôn nha. Mình tối nay hay rảnh mình sẽ quay cho anh em xem sao, nhưng mà giờ sơ đó rất là nhiều thứ mới về luôn. Hàng này mới về, còn trong kia là về tuần rồi. Đấy. Những cái loại hàng mới, hàng ngon và hàng hay, và những cái loại hấp dẫn mà mình mới khám phá ra từ công ty anh em. Đây dưới đây nè, anh em thấy mình chất dưới đó không? Ở hàng chất là đặt nghẹt luôn nha, trên dưới chỗ nào cũng đặt hàng hết nha. Đấy. Rồi anh em đam mê thì cứ liên hệ mình nha, 0766874311. Trời cứ hé hé nắng vậy là cái quạt mình nó xài thoải mái luôn. Ắc quy này anh em mới có điều kiện thì chơi ắc quy bự lên cho nó ngon. Còn không có điều kiện thì xài ắc quy nhỏ, giống như mình vừa xài vừa chơi một thời gian rồi chúng ta hãy trang bị lên nha. Đấy. Ở cái hệ đơn giản thôi, chỉ có hơn 2 triệu một chút thôi, chạy phào luôn. Hiển nhiên là hơn 2 triệu là chưa có con kích nha anh em. Có con kích là hơn 3 triệu nha. Rồi anh em nào đang mê liên hệ mình 0766874311. Pin của Gigawatt tấm 100W nè anh em. Rất là chuẩn chỉ, rất là đẹp ha. Tấm pin đẹp khỏi chê. Anh em nhìn không? Đấy, gần lại cho anh em xem tấm pin luôn. Đấy. Hàng chuẩn chỉ của Gigawatt nha mọi người. Anh em an tâm nha. Không có gì để rối loạn, để băn khoăn ở đây đâu anh em.